Lời kinh của mẹ Maria, linh hồn tôi tung hô Chúa, được giáo hội suy niệm và hát lên trong những giờ kinh trọng đại. Giáo hội muốn noi gương mẹ Maria, muốn có những tâm tình như mẹ trước mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Trong những giây phút suy niệm cầu nguyện trước đây, chúng ta đã suy gẫm nhiều khía cạnh khác nhau của lời kinh Magnificat này. Hôm nay, chúng ta đặc biệt chú ý đến câu kết của toàn bài ca. Mẹ Maria ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa, đứng chu toàn lời hứa cho Abraham và cho con cháu người đến muôn đời. Phải, mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể là mầu nhiệm nói lên lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi đã nhiều lần bất trung với Ngài. Thiên Chúa đi tìm con người, mặc dù con người thường trốn chạy xa Ngài. Noi gương mẹ Maria, trước mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, chúng ta ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa đối với con người. Lòng thương xót Chúa lan tràn muôn thuở trên những ai kính sợ danh Ngài. Ước chi bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, trở thành bài tâm ca của mỗi người chúng ta trước mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Lạy Chúa, cùng với mẹ Maria, chúng con ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Chúa. Chúa đã thực hiện lời đã hứa, xin thương ban cho mỗi người chúng con được can đảm thực hiện những gì mà chúng con đã hứa với Chúa, kể từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, giây phút Chúa nhập thể vào trong đời sống chúng con, và từ đó biết bao những lời hứa khác nữa, mỗi lần chúng con được Chúa thương mời gọi trở về. Lạy mẹ Maria, xin thương đến chỉ bảo cho con nhìn thấy lòng nhân từ và trung tín của Chúa trong đời sống con, để con luôn luôn dâng lời chúc tụng Chúa như mẹ. Amen.